Truyền thông trong nước loan tin ngày 22 tháng 10 năm 2019, không khí ở Sài Gòn lại chìm ngập trong ô nhiễm. Vào sáng cùng ngày, bầu trời Sài Gòn ở khắp các quận huyện xuất hiện lớp sương mù bao phủ dày đặc khiến tầm nhìn bị hạn chế. Chỉ số chất lượng không khí ở Sài Gòn được Air Visual ghi nhận chung trong sáng ngày 22 tháng 10 có lúc lên tới 172, riêng khu vực Thảo Điền có lúc lên tới mức 200. Mức này được xem là nguy hại cho sức khỏe con người. Trên báo Zing, ông Lê Đình Quyết, Phó phòng khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho rằng về sương mù dày đặc là do những ngày qua trời mưa lớn vào buổi chiều khiến độ ẩm tăng, từ đó hình thành sương mù. Bà Lê Thị Xuân Lan, cựu phó trưởng phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cũng đồng tình với ông Quyết là do những ngày qua mưa nhiều. Tuy nhiên thì nhiều người cho rằng đây là tình trạng ô nhiễm do các xe cộ giao thông thải ra cũng như các công trình xây dựng và nhà máy, nên sương mù ở Sài Gòn gọi là sương mù hỗn hợp vì vừa có bụi vừa có hơi nước.